nhà quay phim của lễ hội đền Sái Đông Anh. Mời quý vị và các bạn cùng xem các lễ hội diễn ra đây. Và ông vua sẽ xuống dưới kia làm lễ cỏ xong thì là bắt đầu hành lễ được bắt đầu xong. Thế là vua chúa xuống đón vua là bắt đầu hành lễ qua đi. Quý vị và các bạn đang xem những hình ảnh di quay tại đền Sái Đông Anh Hà Nội. Đây là một lễ hội diễn ra chính hội vào ngày 11 âm lịch, quý vị. Và chúng ta đang xem những hình ảnh vị vua và vị chúa đã lên từ đền thượng, rồi lại ngược lên, đi từ đền thượng, bây giờ lại ngược về phía đền thượng. Và mời quý vị xem là sẽ diễn ra các hoạt động gì tiếp theo. Máy bay rất là to trên trời. Thời tiết Hà Nội lúc này nhiều mây và lúc sớm có mưa. Rất là vui về thời điểm này bắt đầu diễn ra lễ hội thì trời bắt đầu không có mưa rồi, nhưng mà trời vẫn là nhiều mây. Một cái không khí, một cái thời tiết rất là lý tưởng để đoàn rước chúng ta diễn ra. Vì nhiệt độ ngoài trời thì như Duy cảm nhận nó sẽ khoảng tầm 25 độ C thôi. Vâng thưa quý vị, lễ hội thì năm nào cũng diễn ra. Duy có nói chuyện với những người dân ở đây thì thực tế thì họ năm nào họ cũng xem nên là họ cũng không tò mò nhiều. Chỉ những khách quan, và Duy thấy rằng đây là một trong lễ hội thu hút rất là nhiều báo giới và những người quay phim đến đây. Nhưng mà Duy thấy rằng các cái du khách ở những cái nơi khác đấy thì họ cũng Duy thấy là không nhiều. Chào cô. Cô ơi, cô mang lễ gì đấy ạ? Lễ chầu của cụ vua. Dạ. Chầu cụ vua để sau mời khách thập phương, người ta đến hai bên đường. Dạ vâng. Miếng chầu. Đây. Mời chú. Vâng, cảm ơn cô. Đây chờ bà cho lá chầu vào đây. Xin miếng chầu. Cho vào đây.
Năm nay bác đang trong vai của vị quan gì đó? À, quan một trong bốn quan của triều đình đó là quan Tán Lý. Tán Lý ạ. Vâng. Quan Tán Lý quan hai. À dạ vâng. Bốn vị quan là quan thứ hai. Vâng. Với quan bác có nhiệm vụ gì trong triều đình ạ? À, nhiệm vụ là bên văn. À bên văn, quan văn ạ. Vâng. Con võ là đối diện kìa. À dạ vâng. Tán Lý nó là bộ tư pháp đấy. À dạ vâng. Thế bây giờ đoàn mình đang đi đâu đây bác? Đang đi về đền thượng để giúp kiệu vua về đình. À dạ vâng. Rồi về đền thượng thì kiệu vua về đình. À dạ vâng. Con nhìn vừa nhìn thấy chúa, nhưng mà chúa lại đi đâu rồi ạ? Chúa về sau. À chúa về sau ạ. Bây giờ chúa vẫn đang... chúa không đi cùng đấy. À dạ vâng. Con cảm ơn bác nhé. Bác ơi, thiệu chúa thì khi nào sẽ xuất hành ạ? Trong nữa, tức là đi sẽ đi sau kiệu vua mình ạ? Kiệu chúa là xuống đón, đi dọc đường xuống đón vua dưới đền thì bắt đầu mới hành hương về đình. À dạ. Chúa đi trước để dọc đường. À dạ vâng. Thế bây giờ con sẽ chờ đây để kiệu chúa sẽ đi trước từ bắt đầu đền xá đây ạ. Kiệu chúa xuống đền thượng để đón vua về đình. À dạ vâng. Đi dọc đường. À dạ vâng. Cảnh sát giao thông. À dạ vâng. Cảm ơn bác. Bây giờ anh đang đi làm. Thế thì anh bảo em mang về nhà đây, từ nay hôm nay thứ 6 rồi anh ơi, kiệu chúa thì bao giờ xuất phát anh? Chuẩn bị. Chờ thống nhất. Đây vào giờ ông ta trước, nhưng mà dưới kia nó dòm xuống nơi. Vâng, tức là chúa sẽ xuống đón vua đúng không ạ? À, được vâng. Cảm ơn bác. Vâng, chỉ ít phút nữa thôi thì kiệu chúa sẽ bắt đầu xuất phát và Duy sẽ gửi tới quý vị và bạn. À đây, chúa đã lên rồi. Cái tiếng xô bố
được. Quý vị và bạn đang được xem cái lễ rước Chúa để xuống khu vực đền chính, và video tiếp theo chị sẽ gửi quý vị và bạn cái cuộc hành trình của rước Chúa. Đây là một trong những sự kiện rước Chúa rước vua giả gần như là duy nhất có ở Việt Nam. Những cái lễ hội khác thì Duy thấy chỉ có rước kiệu thôi, đây thì rước bằng người thật, và đó là những cái vị trí các cái vị vua vị chúa được đóng ở vị trí này. Vâng, quý vị nhớ nhấn like video cũng như hãy chia sẻ video để nhiều người biết đến hơn. Hãy like trang Facebook Hà Nội Phố Duy để trong phần mô tả video này để đón xem những sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Xin chào và hẹn lại quý vị trong những video lần tới.